Chiều ngày 12 tháng 7, Ủy ban Nhân dân phường Đồng Hòa tổ chức lấy ý kiến các cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư tham gia vào nhiệm vụ đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu đô thị và chỉnh trang đô thị phường Đồng Hòa. Dự án khu đô thị mới và chỉnh trang đô thị phường Đồng Hòa, quận Kiến An có quy mô diện tích đất dự kiến sử dụng là 8,23 ha, quy mô dân số khoảng 4.100 người. Dự án sẽ xây dựng các công trình gồm công trình hỗn hợp thương mại dịch vụ và nhà ở gồm 550 căn chung cư, nhà ở liền kề thấp tầng gồm 172 căn, trường mầm non, công viên cây xanh, thể dục thể thao, đường giao thông, sân bãi đỗ xe và hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ. Dự án cũng dành quỹ đất để phát triển nhà ở xã hội. Mục tiêu đầu tư nhằm xây dựng mới đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, công trình hỗn hợp đa chức năng và nhà ở, hình thành khu vực phát triển đô thị mới, cùng với các công trình điểm nhấn mang tính đặc trưng, góp phần tạo diện mạo đô thị mới cho quận Kiến An và thành phố Hải Phòng. Tại hội nghị, các ý kiến đại biểu nhân dân phát biểu chủ yếu xoay quanh vấn đề quyền lợi của người dân sau khi thu hồi đất thực hiện dự án. Sau khi nghe ý kiến kiến nghị của đại biểu nhân dân, đại diện đơn vị tư vấn và lãnh đạo Ủy ban nhân dân phường Đồng Hòa đã tiếp thu và trả lời một số nội dung.